Ok, chào mọi người đã cùng quay trở lại với kênh của mình là Zio Blockman và chào các bạn đã cùng quay trở lại với Blockman Go nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm mini game Skyward ở trong Blockman Go thử coi nó có dễ và dễ chơi hay ho gì không nha các bạn. Rồi, không biết có giống Bad không nữa, vô chiến thôi. Ai là người sống sót cuối cùng sẽ giành chiến thắng. Ok, mới sáng sớm luôn bạn ơi, hơi cứng tay tí, mong là đánh được. Ok nha. Ui, có đồ kim cương nè, ngon. Rồi, ok. Từ cái này mình nghĩ là mình sẽ vào mid trước á mọi người ơi. Trời, tự nhiên đi nhảy gì chi rớt xuống khó chịu vậy. Rồi, block đâu, block đâu, phải đem theo block đồ ăn cái kiểu. Ui, sao mình nó cao quá vậy. Rồi, mấy thằng kia nó ra trước rồi các bạn, không sao, mình sẽ qua cái chỗ này trước cũng được. Đây đây đây, có cúp không ta? Không có cúp bạn ơi. Đây rồi, trời ơi, cái gì không vậy, đồ cùi quá anh em ơi. Ui, không có cái áo nữa bạn à. Ơi, có thằng xuống trước rồi kìa. Ây da, đau thế. Đây đây, xử nó gấp, nó đang lút đồ, nó chưa hay anh em ơi. Xử nó, mày hả bưởi. Mày hả bưởi, đây rồi. Ngon, đồ kim cương anh em ơi, kiếm kim cương, quá thơm. Ha ha, không có giáp anh em ơi. Từ từ, ăn hồi máu phát. Mình vô mình giành được cái mít rồi anh em ơi, quá ngon. Giáp đâu. Không có giáp nha anh em. À đây, giáp đây. Thằng nãy nó chưa có mặc giáp cũng hên đi. Ôi, đồ gì quá xịn rồi các bạn ơi. Ngon. Ok. Bây giờ đi qua nhà người ta đánh thôi. Ui, dễ thế. Hên quá. Lút được cái mid là quá thơm. À đúng rồi, bây giờ đi lên trên được không ta? Không đủ block đi lên trên anh em ơi. Có hai mấy block à. Từ từ vô đó lút thêm block cái đã. Ui. Còn mấy người vậy? Sao còn hai người vậy? Vẫn còn 6 người hả? À, còn 5 người các bạn ơi. Rồi, rồi lút block cái đã. Block đủ không ta? Tôi nghĩ đủ. Ok. Đây nè, thằng đó nó mặc giáp kim cương kìa anh em thấy không? Ôi, nó chặt gỗ chặt gì kìa. Mình sẽ lên nha. Hình như nó chưa thấy mình đâu bạn ơi. Rồi. Tôi sẽ lên tôi lượm tiền đó. Ê, nó chưa thấy nữa anh em ơi. Nhanh lên. Tranh thủ. Vô đây. Ui ui, nó đánh mình rớt xuống khó chịu vậy. Mày xuống đây. Trời ơi, hồi máu phải đã. Nó có cung không vậy? Hình như nó không có cung anh em ơi. Ừ, vô đây. Trời ơi, mình đặt cái đường cho nó đi xuống, mình solo nó luôn nha các bạn. Nó không đi xuống mà mình đi lên đó. Mà mình đi lên mình hơi lỗ nha các bạn. Ui, chơi chặn đường vậy. Ôi, chơi chạy kìa. Chơi mà chạy là sao vậy ta? Chơi chạy thì thôi, mình tha cho nó, mình ra mid mình lấy đồ luôn anh em. Thôi không được, ở đây nguy hiểm quá. Mình đi bên đây đi cho an toàn nha các bạn. Đi bên đó mất công rồi, nó cản đường mình lại nữa. Đấy, mình sẽ đi bên đây. Ok, nhanh lên. 1, 2, 3, mình còn tới mười mấy block lận. Còn mấy người ta, hình như còn hai người thì phải. Ơi, nó qua mid rồi nha các bạn. Không ổn, từ từ. Hết block rồi, còn ba mấy block không biết đủ không nữa. Ui, còn tới 4 người lận anh em ơi. Đông phết ra đấy. Từ đặt lên đây mới được. Đông lắm. Thầy rồi, lên được anh em ơi. Ôi ơi, sao rớt xuống nước vậy? Ai, rớt xuống nước là bị bắt đấy. Đây, có một thanh niên nè. Một thanh niên không thấy anh em ơi. Đây rồi, lụm tiền. Kiếm kim cương nha bro. Ui, ở đây rớt xuống nước cái toàn luôn á chứ. Ơi, thanh niên, ai da. Đánh hả? Rụng ngay. Ngon anh em ơi, xuống dưới lấy đồ. Có đồ gì ngon không ta? Ừ, có cung nè. Ngon. Hồi máu phải đã anh em ơi. Quá thơm nha. Có thịt gà thịt gì nữa nè. Đây rồi, có cung rồi. Lên đây lút đồ phải đã. Ôi, đồ gì không à. Đồ ăn không à anh em ơi. Mình là full kim cương rồi bây giờ. Thiếu mỗi cái giáp anh em à. Hơi buồn nha. Thằng kia đâu ta? À, nó lên tới. Từ từ. Chặn block lại. Có gì mình đẩy nó xuống dưới. Ok nha. Lấy kiếm kim cương ra. Đừng để nó lấy anh em ơi. Nó lấy là mệt á. Đây rồi. Bắn cung mình nè con. Đâu rồi. Lú ra. Chạy hả? Đâu rồi. Chạy vô trong rồi anh em ơi. Thì ra mình solo được luôn á anh em ơi. Ây da, nhảy xuống hết máu nữa mà. Mày lú ra. Ây da. Ui, mình xuống nước.
ui 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 mày hả bưởi? Yes sir. Ha ha, còn ai nữa không ta? Hên quá, hên quá. Đây rồi. Full nếp kim cương là tới công chuyện với mình nha các bạn. Rồi xong rồi, thanh niên đã xong với mình rồi. Còn một người nữa em ơi. Từ từ, còn một người là ở đâu ta? Oh my chuối. Ê, trong đây có mấy cái rương bí mật nè. Mà đồ ở đây hết đồ ngon rồi. Mình lấy được cái cung là quá xịn luôn các bạn. Ui, cung mách đỉnh luôn. Giờ mình full set kim cương luôn rồi. Đây có đồ gì đâu mà lút chạy. Đây quên, lấy thêm block mới được. À, đây rồi, đây, thấy rồi bạn ơi. Chắc bên đây nè. Nhưng mà bây giờ mình không có block đủ. Ôi, thanh niên nó vẫn còn ở nhà nè em ơi. Ảo ma vậy. Có khi nào dụ mình không ta? Ok, tôi sẽ qua đó thử nha. Đây, 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 đặt được block rồi nè. Hơi nguy hiểm nha anh em. Á, à, nguyên rồi. Trời ơi, tưởng gì. Game là dễ bạn ơi. Yes sir, làm thêm một ván nữa nha mọi người. Tập 1 liền. Quá đơn giản. Ok, ok nha. Skyward nha mọi người. Nếu như mọi người ủng hộ cái series Skyward của mình thì mình sẽ làm thêm nhiều video mới hay hơn nha mọi người. Ê, lần đầu tiên chơi được top 1 các bạn ơi. Hy vọng lần thứ hai chơi vẫn được top 1 nha anh em. Rồi 8 người chơi thì chúng ta sẽ bắt đầu sau 10 giây nữa nè. Let's go, get go. Từ 6 ngày 6 đêm chơi Skyward. Ok nha. Rồi 10 giây nữa. Ok, mình sẽ xuống mid trước nha mọi người. Ây da, ây, có mấy mình mấy thằng mà đứng ở trên cao là bị lỗ anh em ơi. Nãy mình đứng tuốt trên cao luôn. Mấy thằng mà đứng ở dưới nó lời hơn nhiều. Từ lút đồ phát. Ừ, có đồ ngon nè, rồi chạy xuống luôn. Chết không? Hên quá chưa chết các bạn ơi. Từ từ mặc giáp vô. Trang bị kiếm vô, ok. Bây giờ mình xuống trước mình không bị mất máu nè mà. Ừ, thằng này không được trang bị, mày xong mày rồi. 3 giây nữa nè, tới công chuyện nè. Ừ, lút đi con. Mày hả bưởi, mày hả bưởi, mày hả bưởi. Một đứa. Ngon nha anh em. Còn ai xuống nữa không? Ê, thằng đó nó biết chơi, nó xuống trước đó anh em ơi. Ừ, tôi lấy hết đồ cái đã. À da, đây rồi. Ê, con mũi tên kìa. Ngon, ngon, ngon. Sao vậy không vậy? Mặc đồ vàng nữa ơi, không biết đồ vàng mạnh không. À, xuống đây. Ừ, solo, solo. Rồi, thanh niên này bị lú với chúng tôi. Chạy, à, ôi, đặt block hả? Ôi, rồi ôi, non, non. Không có mũi tên anh em ơi. Sao toàn đồ gì không trời mấy ông này. Bất khánh mấy đồ cùi đi. Rồi ok. Mới giờ mình lượm được hai mạng hả bạn. Còn 4 người nữa hả. Lát nữa mình ra mít là mình chùm luôn nha các bạn. Giờ mình có thêm mũi tên đó là chùm. Ây à, da. Ê, có thằng đó có cái giáp kim cương kìa. Khó chịu vậy. Chết rồi, mình còn 19 máu à. Có cái ổng kim cương anh em ơi. Trời ơi, kiếm kim cương luôn bay ơi. Solo, solo, chắp kim cương luôn á. Vô đây. Chắp kim cương luôn. Trời ơi, giáp kim cương. Lụm tiền liền. Đây rồi, mình có kiếm kim cương luôn. Ngon. Ha. Vứt mấy cái đồ này đi. Game là dễ nha mọi người. Ê, giật mình, tưởng đâu có ai đằng sau lưng chứ. À, mình lấy block gỗ mình đặt lên đi. Kiếm kim cương với chúng tôi à. PVP với chúng tôi. Ở trên đó còn một thằng kìa anh em thấy không. Bây giờ tôi sẽ lên mid nha. Tôi sẽ lên trên đây tôi lấy loot đồ. Trên đây đồ ngon lắm. Hình hên là lấy full set kim cương nữa là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Ok ok, ráng lên ráng lên. Ráng làm top 1 Skyward Việt Nam ơi. Hiện tại mình thấy chưa có ai ít người chơi Skyward bạn. Rồi mình chơi hơi chậm tí tại vì mới chơi các bạn ơi. Ừ, mới chơi mà lấy được cái top 1 là quá thơm. À đây có người nè anh em. Trời, nhảy gì cũng bị mất máu nữa. Từ từ rút đồ cái mấy thằng kia để tính sao đi. Đây rồi. Phải có đồ kim cương mới mạnh được. À đây có cung luôn nè. Ha ha. Thơm nha các bạn. Từ từ cái cung phải để số 3 đi cho nó dễ. Rồi ok nè. Tôi lên đây tôi lụm cái thằng bên kia trước một cái. À nó, đây nó không cho mình đặt lóc bạn ơi. Khó chịu vậy. Thì phải đi lên đường này à. À, thằng kia nó rớt luôn hay sao vậy? Trời ơi. Ủa. Từ từ. Thôi rồi xuống dưới đánh đi. Đi đường này khó quá anh em ơi. Đi qua đây thử coi. Có cái đường nào đi không? Ủa thằng kia nó rớt rồi. Đây. Từ từ vô loot đồ phát đã. Ờ, ở dưới ở bên kia có một thằng nữa kìa. Thôi từ từ đã loot đồ phát. Hết đồ ngon rồi, ok. Đâu rồi? Tôi thấy chữ nè. Nó không có ra đây đánh mình ta. Nó không cho mình đặt lóc nữa, khó chịu ghê á. À đây đặt được rồi nè.
Từ từ đập cái block này ra cái. Hết block luôn rồi các bạn ơi. Chẳng lẽ giờ xuống solo khô máu với nó ta. Ê nó... Ở dưới đông quá anh em ơi. Bắn cung nè. Từ từ bắn cái thằng mặt giáp trước. Mày hết bởi. Đúng rồi solo đi. Đúng rồi. Ui giời ơi. Game lại dễ lại top 1 rồi các bạn. Ok, và nếu như các bạn thích mình chơi Skyward thì các bạn hãy bình luận bên dưới nha. Video tới đây thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video ngày hôm nay của mình. Bye bye.